này tôi có cây tường vi này, mới cốt cây tường vi này. Đây cái này hay đấy, ba thân này, cái chậu cũng hay này. Đây các bạn nhìn nha, không đơn giản đâu. Đây đó hay đấy, tàn thiên nhiên, cũng có thể gọi là tàn thiên nhiên. Ô mẹ thấy cái này quất luôn. Đây các bác thích cái này thì quất giao lưu với tôi nhá. Để tôi sở hữu nó rồi. Để rêu phong này nó cái chậu cũng hợp lý. Tí nữa là mới mách về đấy. Kỷ niệm hòn đá luôn. Rêu bám khỏi miễn bản. Đấy. Cân đối chưa? Đơn giản là cân đối. Chính thức về với đội của tôi đấy. Các bác nào thích thì liên hệ tôi nhá. Đây tôi có một cái xi nữa. Bác nào mà có nghề về làm cái này thì biết chê nhá. Để cái này sang đây nhá. Đấy. Ổn đấy các bạn. Trình độ anh em mà chơi cây phôi ấy, mà không có nhiều điều kiện mà chơi cây phôi ấy, thì mình nên kiếm những cây như thế. Cái dưới cũng rất là duyên đấy. Quất thì các bạn. Cái dưới này anh. Rẻ không anh? Mấy trăm bạc. Mấy trăm bạc thôi. Mấy trăm nghìn. Đây.